cái xi bông mình lại nó như cô chú anh chị. Ủa, cây này cái tàn nó đẹp quá trời cô chú nè, nó nhặt tàn ghê ha, nó Tàn lùn này, nè. cái tàn này nó đều ha. Ừ, nó đều tàn và cái củ đế nó đẹp lắm nha cả nhà. Trời ơi cưng quá. Rồi đâu. Dạ quang nha. Rồi, hay là còn gọi là bạch mai dạ quang nha cô chú anh chị, màu trắng nè. À. Ồ cây này cái đế nó khéo lắm cô chú anh chị ơi. Cái này nó nụ lên nhiều nha. Nãy em thấy ha. Nha cô chú anh chị. Trời ơi cái vàng nút nụ của nó nè cả nhà. Em gọi về cô chú anh chị mình thấy ha, cái vàng nụ nó lên quá trí luôn ha. Chút xíu là tự động là nó lát đèn lên cả nhà, tới hơi tối cô chú anh chị ha. Dạ em kính chào cô chú anh chị mình quay trở lại kênh của em nha. Rồi ngày hôm nay em ghé vườn mai của bé Tiền cô chú ơi để giao lưu với mình một số cái mặt hàng mai nha. Thì do là tụi em bay hơi trễ cô chú anh chị, ánh sáng nó cũng không được đủ lắm á. Hồi cái điện thoại tự động nó sẽ bắt đèn lên luôn cô chú anh chị ha. Nếu mà mình coi mình chưa có rõ lắm cô chú anh chị thì mình có thể alo cho bên vườn của bé Tiền ha. Báo chi tiết hơn nha cả nhà. Mong cô chú anh chị mình xem clip vui vẻ và mình thông cảm giùm em ha. Rồi chị chào Tiền luôn nha. Dạ em chào chị ạ, xin kính chào quý cô chú anh chị trên tên kênh Phúc An Garden ha. Hey. Hôm nay trở lại kênh sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình một số mặt hàng mai chơi Tết 2025 hay cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị xem hết clip và ủng hộ clip của em ạ. Rồi. Dạ, cây đầu tiên là cây 1A là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi siêu bông bình lợi cái này thân lắc ha. Dạ. Đây cô chú anh chị, nè, củ đế cũng khá lắm nha cả nhà. Cây này chiều cao là được 95 ạ. À. Rồi. Tán ngang là được 70. Mình eo nó là được 10 15 18 nha. À. Nút ngọn này cả nhà. Tổng cái hoành cũ của nó là được 57 luôn ha. Rồi, cũ là 57 cả nhà. Báo giá dạ. Chị luôn hả chị? Dạ, cây này giao lưu là giá là 850 thôi ha. Rồi, 850 cả nhà. Bao ship ạ. 850 ok ha cô chú. Nè, nút nụ nó lên nó trơn nha cả nhà, trong cái chân lá nha cô chú anh chị. Đó, mình lật nha là mình mới thấy nhiều dữ nha. Bây giờ nó đi kim á. Rồi, 850 cho mã số này là mã số 1 hả tiền hả? Dạ, mã số 1A. 1A cô chú anh chị. Cái đến luôn. Tiếp theo là mã 2A. Nào cây siêu bông mình lại nó như cô chú anh chị. Ủa, cây này cái tàn nó đẹp quá trời cô chú nè. Nó nhặt tàn ghê ha. Nó tàn lùn này, lùn cái tàn này nó đều ha. Ừ, nó đều tàn. Và cái củ đế nó đẹp lắm nha cả nhà. Trời ơi, cưng quá. Rồi, tao không số chưa. Cái này chiều cao được 77. Rồi. Tán ngang được 70. Hình thân của nó là được 17 nha. Ừ. Này có củ đẹp. Tổng hình cũ là được 44 luôn ạ. Rồi. Cây này em xin giao lưu giá là 800 ha. Em bao ship ạ. Này về cô chú thay giùm em cái chậu là đẹp nha cả nhà. Cây này quá duyên luôn hết cô chú anh chị. 800 ngàn cho cây siêu bông bình lợi này nha. Nói chung là hàng này thì cứ là bao chơi Tết nha cả nhà. Thì nút nụ là ở dưới kẽ lá cô chú dạch lên mới thấy nha cả nhà. Nói chung là bao ha. Rồi 800 cho mã số 2A ạ. Cây đến luôn. Tiếp theo là cây một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Ừ, cây này thân lát đẹp nha cả nhà. Quả tàn nó sum xê luôn á. Nụ nó lên chi chít nè cả nhà. Cây này chiều cao được 83. Rồi, 83 chiều cao. Tán ngang được 65. Mình eo của nó là được 16. Cây này đế rất là duyên nha cô chú. Tổng hình cũ của nó là được tổng hình cũ là được 51 luôn ha. Rồi. 50 thôi ha. Sao dạ. Vậy? Cây này em giao lưu giá là 800 luôn ha. Em bao ship ạ. 800 ngàn cây này bao ship cô chú ơi. Cái này hàng chơi Tết ba ok ha cô chú. Cái vàng lá nó quá trời mướt mạnh ha. Và nút nụ ok lắm cả nhà. Đó cô chú tham khảo giúp em nha. Đánh luôn. Tiếp theo là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Này mã mấy tiền? Dạ mã 4A. Rồi. Thân lắc lượng không nha cả nhà. Củ đế đẹp luôn á. Cây này chiều cao là được 87 ạ. Rồi. Tán ngang là được 58. Hoành thân là được 21 nha. Ừ. Đếm ra cái hoành cũ. Tổng hoành cũ với đây được 28 luôn ha. Rồi cô chú anh chị, cái này là nút nụ có hết trơn như cả nhà. Thì lá nó lên nụ hết cả nhà nè. Như cả nhà thấy dưới lá là có nụ hết nha. Rồi báo giá chị luôn tiền ơi. Dạ cái này em giao lưu giá là 750 nha. Rồi 750 thôi cả nhà ơi, bao ship ha. Kế đến luôn mã số xịn sò luôn cả nhà. Dạ một cây cây này cây mã 5A cô chú anh chị. Ừ. Một cây bạch ngọc dạ quang nha. Rồi, hay là còn gọi là bạch mai dạ quang nha cô chú anh chị, màu trắng nè. À. Ồ cái cây này cái đế nó khéo lắm cô chú anh chị ơi. Cái này nó nụ lên nhiều nha. Nãy em thấy chi chít trong cái đầu lá luôn nè cả nhà. Đó, quá trời nụ nha.
Rồi đó, thông số thì tiền ơi. Cái này đế khéo ghê trời. Cây này chiều cao được 91 ạ. Rồi. Tán ngang là được 60. Hoành thân là được 21 luôn nha. Cũ là cũng tổng hình cũ. Tổng hình cũ là được 58 luôn ha. Rồi. Dạ, cây này em xin giao lưu giá là 1 triệu ha. Em bao phí ship ạ. 1 triệu bao ship. Cây này rất là đẹp nha cô chú. Cái này mình vô dây mình sửa tàn nó. Cây này xuất sắc luôn nha. Rồi, mã số này là mã số mấy đi? Dạ, mã số 5A. Rồi, 5A một cây bạch mai dạ quang nha cả nhà. Dạ. 1 triệu bao ship nha. Rồi, kế đến luôn. Tiếp theo là mã 6A là một cây giảm như ý nha cô chú anh chị. Rồi, như ý luôn cả nhà. Cái này phơm dán trực nha. Tàn xum xuê luôn cô chú. Cái này chiều cao được 77 á. Tán ngang được 75. Củ đế phơ mai tàn cô chú. Hoành thân là được 18 rưỡi luôn ha. Rồi. 18 nữa nha. Cái này nó củ đế nở nha cô chú anh chị. Ở bên dưới cả nhà. Đó. Rồi. Rồi cây này em xin giao lưu giá là chỉ có 750 ha. Em bao ship ạ. 750 bao ship cây này cô chú anh chị ơi. À, giảm như ý nha. Dạ. Mã số 7A là một cây 7A. giảm như ý nữa nha. Rồi. Cái này là lá sữa tay cành hết rồi nha cả nhà. Về cô chú anh chị mình là chỉ cần chăm chi tết thì em thấy thì nút nút nụ kim nó đã lên hết trong cái nách lá này cả nhà. Nách lá là có hết nha. Rồi, đó không xấu tiền ơi. Cây này chiều cao là 70 ạ. Rồi. Tán ngang là được 85. Hoành thân là được 17 nha. Cây này cũng có củ đế dưới luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cây này em xin giao lưu giá là 800 ha. 800 bao phí ship luôn ạ. Rồi, 800 ngàn bao ship cây này cô chú anh chị mình ơi. Kế đến luôn cả nhà ơi. Đến là một cây giảm như ý tàn bay nha cô chú anh chị. Trời ơi, cái dàn nút nụ của nó nè cả nhà. Em gọi về cô chú anh chị mình thấy nha. Cái dàn nụ nó lên quá trí luôn nha. Chút xíu là tự động là nó lát đèn lên cả nhà. Tới hơi tối cô chú anh chị ha. Còn thấy nụ rất là rõ nha cả nhà. Phơm dán đẹp luôn nha. Cây này chiều cao là 65 ạ. Rồi. Cái tàn bay của nó được 115 nha cô chú anh chị. Cây này duyên lắm cả nhà. Cây này hoành thân nó là được 19 rưỡi ha. Cây này nó cũng có củ đế nở dưới ha. Rồi. Nè, nó cô chú về khai thác thêm nha. Ở dưới này cô chú xây nhiều vậy thì. Ở dưới nó cũng khá đẹp luôn cả nhà. Tàn tính tàn ha. Dạ rồi, cây này em xin giao lưu là giá là 1 triệu 2 ha. Em bao ship luôn ạ. 1 triệu 2 bao ship. Cây này thì bên vườn bé tiền đi cùng gỗ cả nhà. Dạ. Nhưng cô chú mình cứ yên tâm nha, những cái mặt hàng là đi cùng gỗ hết. Nói chung dạch lên là thấy, dạch lên là thấy nha. Quả một cây trời duy ngầu nhất luôn. Luôn nha cô chú anh chị. Rồi, một cây giáng mai duy nhất ha cả nhà. A nè cô chú anh chị. Chính A là cây giảm như ý nha cô chú anh chị. Rồi, chính A luôn ha. Cây này thì cái tàn nó tròn, nó lùng lực nha cả nhà. Đây, tàn quá ok luôn. Cái này chiều cao được 56 ạ. Tán ngang được 70. Hình thân là được 21 luôn nha. Rồi, tán dòng chị ha. Đây cô chú anh chị cốt cành của nó ha. Rồi báo giá chị luôn hết tiền. Dạ cái này em giao lưu là chỉ có 790 thôi nha. Em bao ship ạ. Rồi 790 cả nhà. Tính tính kêu giá 800 mà mất thì gì nè. 790 đó cô chú anh chị. À, cây thấy cưng lắm nha cả nhà. Cái tàn nó tròn vo luôn cô chú ha. Cây này lãi ra thấy cưng lắm nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Là nó sẽ hoa nó đơm đều mà chùm chùm giống như là cái thảm hoa nha cả nhà. Rồi cái đấy luôn tiền ơi. Tiếp theo là cây mã 12A ha. Ừ. Là một cây giảm như ý nữa nha. Rồi, hôm nay là trúng cái lô như ý này quá đẹp của chú anh chị. Thứ nhất là cái cốt cành nó già cây ha. Thứ hai là cái phơm tàn nó sủa rất là có duyên cả nhà. Cây này chiều cao được 61 ạ. Rồi. Tán ngang được 85. Củ đế cũng cưng nữa nha. Nó lật cây của chú anh chị nè. Quỳnh thân là được 23 luôn ha. Vậy cũng có củ nữa ha. Ừ. Nút phụ là bao phê luôn. Rồi. Cây này em giao lưu giá chỉ là 850 thôi ha. À, 850 em bao ship luôn ạ. Ừ. Cây này cũng cây cuối clip luôn nha chị. Rồi, mình dạ, chào khán giả luôn nha. Dạ cô clip xin chào quý cô chú anh chị đã xem hết clip của em ha. Mong là cô chú mình sẽ ủng hộ cho tiền thật là nhiều cô chú anh chị. Rồi em chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo ha. Kế đến luôn ha cả nhà. Dạ, tiếp theo là cây mã 11 ha, 11A là một cây giảm như ý nữa nha. Trời ơi cô chú nó già đèn lên luôn rồi nè. Nói chung là quay như thế này thì củ đế cô chú anh chị mình cũng thấy rõ ha cả nhà. Nút nụ lên cũng nhiều lắm nha cô chú, hàng này là hàng Tết nha nha. Mấy cây này phơm lùng lực không nha. Dạ. Cây này chiều cao được 60 ạ. Rồi. Tán ngang được 80. Mình thân là được 18 rưỡi nha. Rồi ok là thôi ôi nụ lên trẻ lên nhóc cho nè cả nhà. Quá ok luôn.
Cây này Zalo giá là 750 nha. 750 bao ship ạ. 750 bao ship cây này nha cô chú anh chị Dạ. nè. Rồi, mã Cây tiếp theo. mã số 10A nha cô chú anh chị. Trời Một ơi, cây cái lùng này lực luôn hay như cây nấm vậy. thấy cưng thiệt chứ cả nhà. Rồi ô cốt cạnh đó nè, nó liền lạc mà sao nó tròn do, nó lùng yểm, nó cưng gì đâu trời nè. Cái cốt á, ô nó lùng quá trời lùng mà cả nhà ơi nè. Quá trời cốt luôn. Rồi mình đã không số hết tiền, Dạ nhấc đó. bụng lên nhóc trời. Cái này chiều cao là được 50 ạ. Tán ngang là được 70. Tặng bự ghê. Hoành thân là được 22 luôn ha. Rồi. Rồi, cây này em xin Zalo giá là chỉ có 700 thôi ha. 700 bao ship ạ. 700 bao ship, cây này cực Dạ. lắm cả nhà, nên sưu tầm nha các chú anh chị.